Thưa quý vị và các bạn, kể từ năm 2023, ông Trump từng nhiều lần tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine nếu trở lại Nhà Trắng. Mới đây, tờ The Washington Post dẫn một số nguồn tin tiết lộ kế hoạch bí mật của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump để kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine bằng cách gây áp lực buộc Ukraine từ bỏ một số lãnh thổ. Đề xuất của cựu Tổng thống Trump bao gồm việc thúc đẩy Ukraine nhượng bộ bán đảo Crimea và vùng biên giới Donbass cho Nga. Theo những người đã thảo luận về vấn đề này với ông Trump hoặc các cố vấn của ông, họ hé lộ đề xuất này với điều kiện giấu tên vì những cuộc thảo luận liên quan là bí mật. Trong đó, một người thảo luận trực tiếp với ông Trump cho hay, vị cựu Tổng thống đã nói rằng ông nghĩ cả Nga và Ukraine đều muốn giữ thể diện, họ muốn có một lối thoát, và rằng người dân ở những vùng của Ukraine sẽ ổn khi trở thành một phần của Nga. Cách tiếp cận như trên của ông Trump chưa từng được đưa tin trước đây, nếu thành sự thật có thể đảo ngược đáng kể chính sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden, vốn nhấn mạnh đến việc hạn chế gây hấn của Nga và cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Bà Emma Ashford, thành viên cấp cao tại Trung tâm Stimson, Mỹ, một tổ chức nghiên cứu phi đảng phái cho rằng, việc trao đổi lãnh thổ lấy lệnh ngừng bắn sẽ khiến Ukraine rơi vào tình thế tồi tệ hơn nếu không có sự đảm bảo rằng Nga sẽ không tái vũ trang và tiếp tục các hành động quân sự ở Ukraine như trước đây. Washington Post nhận định, việc chấp nhận quyền kiểm soát của Nga đối với các vùng của Ukraine sẽ mở rộng phạm vi của Moscow sau cuộc chiến trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói rằng ông dành 100% thời gian của mình để nói chuyện với ông Trump về Ukraine. Ông tiết lộ rằng ông đã khuyên ông Trump không nên để Nga giành được vùng lãnh thổ mà họ muốn. Ông cũng bày tỏ mong muốn ông Trump ủng hộ con đường trở thành thành viên NATO của Ukraine. Nghị sĩ Graham nói rằng, đối với tôi, cách kết thúc cuộc chiến này là đảm bảo Ukraine được gia nhập NATO và EU. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người đã gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 8 tháng 3, cho biết nếu ông Trump đắc cử, ông có kế hoạch khá chi tiết để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine bằng cách sẽ không chi thêm tiền viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến với Nga. Trong cuộc phỏng vấn phát sóng vào hôm 18 tháng 3, ông Trump cho biết đàm phán là cách duy nhất để ngăn chặn đổ máu ở châu Âu. Cựu Tổng thống Mỹ khẳng định ông biết rõ cả hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, đồng thời biết chính xác những gì cần nói với họ để đảm bảo rằng một thỏa thuận hòa bình sẽ được ký kết. Ông Trump ví cuộc xung đột Nga-Ukraine giống như một trận đấu cờ vua hoặc một ván bài poker mà ông biết chơi. Ông cáo buộc Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đã không ngăn chặn được cuộc xung đột ngay từ đầu, nói rằng ông Biden không phải là một người biết chơi cờ và rằng ông đã sai khi đổ toàn bộ trách nhiệm về cuộc xung đột lên Tổng thống Putin. Ông Trump, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa, nhiều lần kêu gọi đàm phán hòa bình để ngăn chặn xung đột Ukraine. Vào tháng 5 năm ngoái, ông Trump từng tuyên bố nếu quay lại nắm quyền, ông có thể kết thúc cuộc chiến Ukraine trong một ngày. Khi được hỏi ông sẽ làm thế nào, cựu Tổng thống Mỹ nói rằng cả Tổng thống Zelensky và Putin đều có điểm yếu và điểm mạnh, và ông có thể sử dụng điều đó để giải quyết xung đột. Vào thời điểm đó, Tổng thống Zelensky nói rằng những bình luận của ông Trump chỉ đơn giản là một phần trong thông điệp chính trị. Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng cả Kiev và phương Tây đều khẳng định các cuộc đàm phán chỉ có thể được tiến hành theo các điều kiện của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Các điều kiện này bao gồm việc rút lực lượng Nga khỏi Ukraine, trả lại tất cả vùng lãnh thổ trước đây của Ukraine mà Nga đang kiểm soát, bao gồm bán đảo Crimea. Moscow coi những yêu cầu này là không thực tế. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg nhắc lại rằng phương Tây phải hỗ trợ Kiev lâu dài, ngay cả khi tất cả tin tưởng và hy vọng cuộc xung đột với Nga sẽ kết thúc trong tương lai gần. Theo lãnh đạo NATO, các nước phương Tây nên đầu tư vào khả năng phòng thủ của Ukraine để giúp quốc gia Đông Âu này có thể chống chịu tốt hơn trong trường hợp xảy ra những hành động thù địch trong tương lai. Tuy nhiên, ông Stoltenberg lưu ý, Ukraine có quyền lựa chọn thời điểm và các điều kiện để tìm kiếm hòa bình với Nga. Ông Stoltenberg phát biểu rằng, rốt cuộc Ukraine phải quyết định loại thỏa hiệp nào họ sẵn sàng thực hiện. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định ông không thúc ép Kiev phải nhượng bộ bất kỳ điều gì và rằng hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được khi Ukraine giành chiến thắng. Đầu tuần này, người đứng đầu NATO đã kêu gọi mạnh mẽ ủng hộ Kiev về lâu dài, thúc giục các thành viên trong liên minh quân sự này dựa ít hơn vào các khoản đóng góp tự nguyện và nhiều hơn nữa vào các cam kết của NATO. Theo một số hãng tin, ông Stoltenberg đã đề xuất gói viện trợ quân sự trị giá 100 tỷ euro, tương đương 107 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong 5 năm. Các chi tiết của sáng kiến này đang được thảo luận. Trong suốt cuộc xung đột, Nga luôn khẳng định sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cấm mọi cuộc đàm phán với giới lãnh đạo hiện tại ở Moscow sau khi bốn vùng lãnh thổ cũ Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia bỏ phiếu sáp nhập vào Nga tháng 10 năm 2022.
Ông Zelensky đã đưa ra một kế hoạch hòa bình 10 điểm, trong đó yêu cầu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, cũng như thành lập một tòa án để truy tố các quan chức của Moscow vì các cáo buộc phạm tội trong xung đột. Song chính phủ Nga bác bỏ đề xuất này vì cho rằng nó xa rời thực tế. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Politico vào hôm 6 tháng 4, Andrei Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky quả quyết, mặc dù người Ukraine đã mệt mỏi với cuộc xung đột, nhưng họ sẽ kịch liệt phản đối bất kỳ thỏa hiệp nào với Moscow. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn có những hành động và phát ngôn gây sốc. Mới đây, một lần nữa, ông đã so sánh mình với Nelson Mandela, biểu tượng chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, khiến đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Joe Biden lập tức lên tiếng chỉ trích. Ông Trump, 78 tuổi, đã bị truy tố trong 4 vụ án hình sự khác nhau. Tất cả đều có thể dẫn đến án tù đối với Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Một trong 4 vụ án liên quan đến cáo buộc ông dùng tiền để bịt miệng một diễn viên phim khiêu dâm trước cuộc bầu cử Tổng thống mà ông đã giành chiến thắng vào năm 2016. Phiên tòa xét xử vụ án này dự kiến bắt đầu diễn ra vào ngày 15 tháng 4 và thẩm phán John Merchant đã áp đặt lệnh cấm phát ngôn một phần đối với ông Trump, người thường xuyên công kích vị thẩm phán trên mạng xã hội. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của mình ngày 6 tháng 4, ông Trump cáo buộc thẩm phán Merchant xâm phạm quyền tự do ngôn luận và biểu đạt mà ông được hưởng theo tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. Nelson Mandela được toàn thế giới biết đến là anh hùng trong cuộc đấu tranh chống lại nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Ông đã ở tù 27 năm trước khi được trả tự do và cuối cùng giữ chức Tổng thống Nam Phi. Ông qua đời vào năm 2013. Ông Trump, người đang chạy đua để quay lại Nhà Trắng, trước đây từng so sánh mình với ông Mandela trong một cuộc vận động tranh cử vào năm 2023, cũng như từng tự ví mình là Chúa Giê-xu. Đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Biden, người kế nhiệm ông Trump tại Nhà Trắng, đã nhanh chóng lên tiếng sau bài đăng của cựu Tổng thống. Ông Biden và ông Trump hiện gần như chắc chắn sẽ tái đấu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11, lặp lại kịch bản vào năm 2020. Ban đầu, ông Trump khá chật vật để thu hút tin tích cực với ông Trump trong bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ đang bị đối thủ Joe Biden bỏ xa về số tiền quỹ tranh cử. Hiện đội ngũ tranh cử của ông Biden đã thu về 192 triệu đô la Mỹ, gấp đôi số tiền ông Trump thu được. Có khoảng 100 khách mời dự buổi tiệc tối gây quỹ tại thị trấn Palm Beach, bang Florida, bao gồm nhiều tỷ phú từng công khai chỉ trích các chính sách an sinh xã hội dưới thời ông Biden và cựu Tổng thống Barack Obama. Buổi gây quỹ tổ chức tại tư dinh của tỷ phú John Paulson. Ông Trump đi cùng phu nhân Melania. Tham dự buổi gây quỹ còn có thượng nghị sĩ Tim Scott, cựu ứng viên Tổng thống Vivek Ramaswamy. Kết thúc buổi gây quỹ, chiến dịch của ông Trump loan báo đã nhận được tổng cộng 50,5 triệu đô la Mỹ. Đứng bên cạnh phu nhân Melania sau buổi gây quỹ, ông Trump nói số tiền thu được cho thấy người dân muốn góp phần vào sứ mệnh làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trước đó tại New York, Tổng thống Joe Biden cũng đã tổ chức buổi gây quỹ với sự tham dự của hai cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama, thu về được 26 triệu đô la Mỹ tiền bán vé.